Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba trận đấu rất hay và diễn ra trưa nay 8/2/2023 giải cờ tướng giáp cấp liên tái. Mời bạn xem trận đầu tiên, Du Khai Quốc Tưởng Xuyên cầm đỏ đi tiên gặp Trịnh Nhất Hoàng cầm đen thủ hậu, trận đánh rất là hấp dẫn mà bạn thưởng thức.将军。将军。Chơi đến đây thì Trịnh Nhất Hoàng hết đường chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Mà bạn xem tiếp trận thứ hai, Dương Vũ Bác cầm đỏ đi tiên gặp Triệu Quốc Vinh cầm đen thủ hậu, mà bạn thưởng thức.
将军。Chơi đến đây thì Triệu Quốc Vinh buông cờ nhận thua, mà bạn xem trận cuối Lưu Tử Kiện cầm đỏ đi tiên gặp Mạnh Phùng Vệ cầm đen thủ hậu, mà bạn thưởng thức.将军。将军。
chuyên. Trang 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 chuyên.
将军。将军。将军。将军。将军，将军，将军，将军，将军。将军，将军。
Chơi đến đây thì Mạnh Phùng Vệ buông cờ nhận thua. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và các bạn ở video sau.